Tôi nghĩ rằng đối với những người phụ nữ thì cái việc chúng ta mà đắc được đại pháp thì quá may mắn. Phụ nữ thường là hay nóng giận và không có sự nhẫn nại. Nhưng mà khi học đại pháp thì dường như là mỗi người phụ nữ đều được cấp thêm trí huệ và năng lượng, có thể tĩnh tâm hơn, có thể nhìn lại chính mình nhiều hơn và điều chỉnh công tác cũng như là cái việc chăm lo cho gia đình tốt hơn. Trước đây thì mỗi người trước khi mà bước vào tu luyện nha, thì có người ở người thường có những cái tính xấu này tính xấu kia, nhưng mà khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì tất cả những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều chiều theo pháp, theo những lời sư phụ dạy, đều cố gắng hành theo chân thiện nhẫn. Vậy nên là tụi em khi mà gặp những người cùng tu luyện thì rất là trân quý. Trước kia ấy thì khi mà ai mà nói về tu luyện ấy thì tôi rất là buồn cười, bởi vì tôi khi đấy tôi không hiểu tu luyện là gì và tại sao phải tu luyện. Tôi thấy là tu luyện là một điều rất là huyền hoặc xa vời. Năm 2018 thì khi mà con gái tôi chuyển đến trường mầm non mới thì ở đây có một số học sinh, một số giáo viên và phụ huynh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì tôi thấy là cái pháp môn này rất là tốt. Tôi cũng có cơ duyên là đọc truyện Pháp Luân. Khi mà đọc sách ấy thì tôi hiểu ra là tu là tu chính mình và luyện là luyện năm bài công pháp, tu mình theo chân thiện nhẫn. Khi mà hiểu được điều đấy thì tất cả những cái việc mà tôi làm thì tôi đều chiều theo chân thiện nhẫn để làm. Và thật ra thì tất cả trong mọi người trong chúng ta thì ai cũng đều đang tu, nhưng mà mọi người không dùng cái từ tu thôi. Bởi vì trước cái nghịch cảnh, trước cái buồn phiền, trước cái đấu tranh hoặc là tranh giành thì chúng ta lựa chọn như thế nào? Lựa chọn là chúng ta sống theo chân thiện nhẫn, lựa chọn cái việc hòa hoãn hay là lựa chọn cái việc đấu tranh. Đối với công việc của tôi ấy, thì tôi thấy từ khi mà tôi tu luyện thì khi mà làm việc thì tôi bình tĩnh hơn, khi tiếp xúc với mọi người thì tôi bình tĩnh hơn và không có cái việc là đấu tranh nội bộ hay là cáu giận với khách hàng. Một cái nữa đấy là trước đây thì tôi cũng hay có những cái thói quen xấu, ví dụ như là sử dụng cái văn phòng phẩm ấy thì là nó bừa bãi một chút hay là hay cầm về. Nhưng mà khi mà đọc sách thì tôi biết là tất cả những cái việc nhỏ người đang làm thần đang nhìn, và tôi không làm những việc đấy nữa. Khi mà đọc sách ấy thì tôi biết là mỗi cá nhân sinh ra là độc lập và chúng ta không thể quyết định được số phận của các con, cũng như là mỗi người sinh ra sẽ có một cái sứ mệnh riêng. Chính vì vậy mà tôi không ép các con là phải học thêm hay là điểm số phải cao, mà thay vào đấy thì những cái pháp lý mà tôi hiểu được ở trong truyền pháp luân thì tôi sẽ hướng dẫn các con trở thành một người tốt bằng các công việc hàng ngày, đối xử với bạn bè, đối xử với thầy cô, đối xử với lại bố mẹ, gia đình, ông bà như thế nào. Thì qua những pháp lý mà tôi học được ở trong sách thì tôi sẽ dạy con như vậy. Thì thật ra thì nói là không áp lực điểm số, nhưng mà khi mà các con có một cái tinh thần thoải mái thì cái điểm số của các con thì nó sẽ tốt lên rất là nhiều. Và ba mẹ con thì cùng nhắc nhở và thực hành theo chân thiện nhẫn. Thank you.
trước đây ấy, thì tôi luôn nghĩ là nam nữ thì bình đẳng, và chồng tôi làm gì thì tôi cũng sẽ làm như thế. Ví dụ như là anh đi chơi về muộn thì tôi cũng sẽ về muộn, hoặc là tôi làm việc nhà thì anh cũng phải làm việc nhà. Anh nói to thì tôi thậm chí còn nói to hơn, bởi vì tôi nghĩ là nam nữ là phải bình đẳng với nhau. Mình cũng đi làm kinh tế và anh cũng đi làm kinh tế, cho nên mà mọi thứ đều phải bình quyền. Tuy nhiên là khi mà đọc sách thì tôi hiểu rằng là ông trời sinh ra là có nam có nữ, bởi vì là mỗi người đều có cái bổn phận và trách nhiệm riêng. Phụ nữ thì nên dùng cái sự dịu dàng, tinh tế của mình để nuôi dạy con cái và hỗ trợ cùng chồng phát triển sự nghiệp. Và khi mà hiểu ra được điều đó thì tôi luôn trong cái cuộc sống hàng ngày hoặc những cái câu chuyện thì tôi luôn dùng những cái pháp lý mà tôi hiểu được trong sách để nói chuyện tâm sự với anh, cũng như là đưa cho anh lời khuyên trong kinh doanh, và hai vợ chồng cũng thoải mái hơn trong các câu chuyện. Thì tôi nhớ là cũng có những lần mà anh bảo với tôi là anh từ khi em tu luyện ấy, thì anh rất thích trở về nhà, bởi vì anh thích cái cảm giác khi về nhà nhìn thấy em và các con có một cái cảm giác rất là vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Và điều đấy là tôi cũng đắc được là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi mà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ấy, thì cũng có một vài người cũng nói chuyện với tôi ấy, là bảo là chân đại Pháp Luân Đại Pháp thì có nói về thần Phật, và như vậy thì nó cũng hơi gọi là thần thánh quá, thế là mê tín quá, thì tôi cảm nhận thấy như thế nào? Thật ra thì từ mê tín ấy là một từ Hán Việt, khi mà chúng ta say mê một điều gì đấy và có tín tâm thành kính thì đều gọi là mê tín. Và nhưng mà mê tín ấy không phải là nghĩa xấu, từ mê tín bản thân nó không phải là từ xấu. Nhưng mà khi mà chúng ta tin vào một cái gì đấy mà làm cho mình quên đi cái giá trị đạo đức và có hại cho bản thân, có hại cho xã hội và quên đi cái sự thiện lương của mình thì đấy mới gọi là mê tín. Đấy mới gọi là không đúng. Điều như vậy thì là chúng ta không nên tin. Còn Pháp Luân Đại Pháp ấy, thì khi mà tôi đọc sách thì tôi hiểu là dạy chúng ta là phải nghĩ cho người khác, và tất cả những cái hành động hay lời nói, cử chỉ hay cả những cái suy nghĩ của mình đều phải dùng chân thiện nhẫn để đối chiếu. Và khi mà ai ai cũng nghĩ cho người khác trước, ai ai cũng tìm lỗi sai từ mình trước, thì tôi nghĩ là cái xã hội này nó sẽ tốt lên rất là nhiều. Và một cái điều tốt như thế thì chúng ta cũng nên tin. Khi tu luyện ấy, thì tôi thấy tôi được cái gì? Thứ nhất là tôi không mất một cái gì về mặt lợi ích, về mặt vật chất, về công việc, về gia đình, không hề mất một gì cả. Mà ngược lại thì cái cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ, bình yên hơn. Khi mà trước cái đấu tranh, trước những cái mâu thuẫn thì tôi biết cách hướng nội, tôi biết cách tìm cái lỗi sai từ mình và sửa đổi nó, thì cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ hơn. Và khi mà tôi hiểu rằng là tất cả mọi sự ở trên đời này thì đều có an bài và đều là điều tốt. Con người sinh ra ấy, có người giàu, có người nghèo, có người khổ sở, có người bệnh tật, nhưng cũng có người là có một cái cuộc sống rất là vui vẻ, hạnh phúc. Bởi vì tất cả những cái điều đấy đều là từ đức và nghiệp tích từ những đời trước, kiếp trước của con người tạo thành.
Và tất cả những cái khổ nạn của mình gặp phải ở trên đường đời đều là để cho mình hoàn trả nợ nghiệp, cũng như là thành tựu bản thân. Khi mà tôi hiểu được điều đó ấy, thì tôi thấy cái cuộc sống của tôi nó nhẹ nhàng hơn. Và trước cái đấu tranh lục đục, trước những cái tranh đấu thì tôi cảm thấy là nó rất là nhẹ. Và bản thân mình cảm thấy là vui vẻ, hạnh phúc hơn.